xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam và các bạn thân mến nhân chi sơ tính bản thiện con người sinh ra ban đầu vốn thiện lành nhưng khi lớn lên do ảnh hưởng của cuộc sống cũng như hoàn cảnh gia đình môi trường sống việc học tập tu dưỡng mà trở nên thay đổi theo nhiều hướng khác nhau cuộc sống muôn màu và không phải ai cũng có cuộc đời may mắn yên bình hạnh phúc tại thời điểm quan trọng của nhân sinh chúng ta thật may mắn khi có sự giúp đỡ, ánh sáng chỉ đường dẫn lối. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Bờ lau sao xác của tác giả Nguyễn Thị Như Hiền qua giọng đọc phát thanh viên Hoàng Sang. Ông quắm khum khum bàn tay nhăn nhèo đặt lên bờ tường rồi kê sát tai vào. Phòng bên kia có tiếng sột soạt, tiếng lách cách, tiếng cài dây nón bảo hiểm cay tách. Ông nhăn chán, vậy là nó sắp đi. Ông nhìn lên cái đồng hồ cũ mềm treo tường đã dụng mất kim dây từ bao giờ, thấy đã sắp 10 giờ đêm. Ông nghe tiếng đá chân chống xe máy, phải làm gì đây? Ông quay qua nhìn thằng đùm đang nằm thở mệt nhọc trên ghế bố hất đầu sang phòng bên rồi nói nhỏ giờ sao mày đùm hè hé đôi mắt nhìn cha rồi ra vẻ khó chịu nói kệ nó đi dây vào nó làm gì ông nghe con trai mình nói đúng nhưng khi thấy chiếc xe máy được dắt ra ngoài sân trọ ruột gan ông như nổi nước sắp sôi vậy sao mà kệ được ông nhăn chán một suy nghĩ vụt qua. Nhanh như cắt, ông quắm chạy ra sân, vịn lấy tay lái chiếc xe máy, ra vẻ khẩn cầu. Chú em, chú làm ơn làm phước, chở thằng đùm đi nhà thương với. Nó mệt lắm, cứ thở dốc nãy giờ, chú làm ơn dùm tôi với. Gã chài mặt non chuệt, đang định nổ máy rời đi, thấy ông già vịn xe lại khó chịu ra mặt. Gã định hất cái tay ông già ra, thì ông lại tiếp tục nói bằng cái giọng vừa run lẩy bẩy vừa như sắp khóc. Nó mà có mệnh hệ gì tôi sống không nổi. Tôi lạy chú, chú làm ơn làm phước. Gã chài liếc nhanh vào trong phòng, thấy đùm mặt mày xanh lét thì nhăn chán. Gã lưỡng lự suy nghĩ nhanh rồi nói. Dìu nó ra xe nhanh lên. Tôi mệt cha con mấy người ghê, chỉ chờ có thế ông quắm chạy vào phòng ghé tai đùm chịu khó chút nghe mậy được dìu nhưng khó nhọc lắm đùm mới leo lên được chiếc xe máy ông quắm bấm tách ổ khóa phòng trọ rồi cùng leo lên sau xe máy ngồi giữ chặt đùm đường phố giờ này đã vắng những ánh đèn phả thứ ánh sáng vàng vọt xuống lòng đường một vài người quét rác ngừng tay ngẩng lên nhìn ba người đàn ông đang chất lên chiếc xe máy. Đang lái xe nhanh, chợt gã trai bốc phanh cái kít, làm ông quắm dúi mặt vào lưng đùm. Gã trai thỏ tay vào túi quần, lồi ra cái điện thoại đang đổ chuông rồn rập. Gã nhằn chán rồi ấn nút trả lời. Không kịp để cho đầu dây bên kia nói. Gã nói mà như hét. Hủy nha, đang định đi cái gặp hai cha con mắc dịch nhờ trở đi cấp cứu. Nói xong, gã đút điện thoại vào túi rồi vặn gà thật mạnh chạy đến bệnh viện. Khi đùm được đưa vào phòng cấp cứu thì y tá đuổi ông quắm và gã trai ra ngoài. Nhìn cánh cửa khép lại, ông quắm thấy áy náy trong lòng khi bắt thằng con trai yếu ớt phải ra ngoài giờ này. Mà chắc không sao, bởi đùm cũng đi cấp cứu suốt người nó quanh năm cứ giặt dẹo như cái cây, cây thiếu nắng hai người ngồi xuống băng ghế lạnh ngắt trước phòng cấp cứu gã trai đưa hai tay lên vò vò tóc rồi thở dài nhìn hành lang lặng lẽ lão quắm rút thuốc định hút nhưng sực nhớ mình đang ở bệnh viện lại thôi chú em bao nhiêu tuổi ông quắm khơi màu cho câu chuyện mười tám hay có khi hai mươi cũng nên bà già tôi nói nhà nghèo nên đến năm tuổi mới đi làm khai xanh không biết trên giấy tờ người ta ghi năm tôi đẻ hay năm bà già đi làm giấy nữa nếu mười tám thì bằng tuổi thằng đủm người nó ngắn vậy chứ mười tám rồi đó gã chài ngoái đầu vào phòng dù cánh cửa đã đóng như để xác nhận thằng bé người ngắn ngủn kia đã 18 tuổi. Gã đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn ông quắm. Ông già tặc lưỡi, tội nghiệp nó. Hồi mới đẻ thằng đùm đẹp lắm, mà hồi đó ông đâu có đặt tên là đùm. Tên khai sanh nó no là Nguyễn Công Danh. Xanh còn được vài ngày, ông đạp xe tút qua nhà thầy giáo xin đặt tên dùm chứ ít chữ như ông chỉ biết đặt tên con là lúa là khoai thôi trên nó còn có thằng anh tên thành hơn danh vài tuổi đứa tên thành đứa tên danh ghép lại đã nghe sướng dân cả bụng hồi đó vợ chồng ông đi mần ruộng ngoài đồng suốt hai đứa con ở nhà tự nấu cơm ăn tự đi học chiều thì chạy chơi với đám bạn hàng xóm hồi đó con nít đứa nào chẳng tắm sông leo ổi leo me dần dần mà có hề hấn gì đâu vậy mà một bữa thằng danh leo cây hái châm ăn bị té nó té ngồi khi thằng thành hớt hải chạy ra ruộng báo ông chạy về thì thấy nó vẫn ngồi khóc dưới gốc cây mà không đứng dậy được ông tưởng bị nhẹ thôi vì thấy tay chân nó có hề hấn gì đâu chỉ đến khi bế nó về nhà đến hai ngày, nó không đứng lên được, mới hốt hoảng đưa đi nhà thương. Bác sĩ nói cột sống chấn động, hiểu đơn giản là cột sống bị dồn lại. Và từ đó, thẳng danh không lớn được nữa. Mấy đứa bạn của nó lớn lên, con gái bận áo dài, con trai bận quần tây đạp xe đi học, còn nó quẩn quanh trời mãi dưới gốc châm mà mình bị té tụi bạn không gọi danh nữa mà đổi tên con ông thành đủm bởi khi đứng dậy nó chỉ ngang vòm ngực tụi bạn của mình mà thôi có bữa ông quắm buồn cầm dựa cái nhằm cây châm mà chém nhưng thằng đủm can cây châm đâu có tội tình chi nó mãi mãi ở trong hình hài một đứa con nít mười tuổi rồi phổi nó yếu thận nó hư sau khi vợ ông chết, cả nhà dắt díu lên thành phố để tiện chạy thận cho nó. ông quắm thở dài, tội nghiệp thằng Thành. từ ngày em té, nó buồn bã rồi khóc suốt. nó nói phải chi bữa đó thấy thằng Danh leo cây nó cản lại. Thành bỏ học đi chạy gờ ráp kiếm tiền chạy thận cho em. gã trai nghe xong thở dài bảo rằng mấy ông bà già đặt tên cho hay ho lắm vào, cuối cùng đời có giống tên đâu. Như má gã đặt tên vui mà cuộc đời của gã buồn thúi ruột gan. Ông quắm gật gù đồng tình, như ông tên khai xanh là Tư, mà từ hồi con té mặt mũi suốt ngày đâm chiêu quậu cọ, nên người làng gọi là Tư Quắm. Giết rồi rơi mất chữ Tư, chỉ còn tên Quắm gã trẻ tên vui mà gương mặt lúc nào cũng buồn như đứa đám ông ở trọ được mấy năm vui mới chuyển đến ban đầu vui sống với hai gã khác nhưng sau rồi chuyển đi hết chỉ còn mình vui hai phòng chung vách nhưng chẳng khi nào nói chuyện với nhau bởi phòng vui cứ đóng cửa suốt chẳng biết vui làm gì nhưng mấy bà trong xóm trọ mỗi bận thấy vui liền to nhỏ với nhau coi bộ nó không phải người đàng hoàng. Đi đêm về sáng, chẳng giao du trò chuyện với ai trong xóm trọ bao giờ. Trong cái sọt rác trước phòng toàn mì gói với đầu thuốc lá. Đi ngang phòng lúc nào cũng nghe nồng mùi thuốc. Vui còn trẻ mà gương mặt già hơn so với tuổi. Dầu lún phún, hai mắt có quầng thâm bởi những đêm không ngủ. Ông quắm thấy thương con người ta 18 tuổi, nhiều đứa vẫn còn đi học, còn có những đứa như thằng Thành, như Vui phải ra đời lăn lóc từ sớm. Sao bây ở có một mình? Cha má chắc ở quê làm ruộng hả? Hình như lâu rồi chưa có ai hỏi về đời tư của mình, nên Vui chần chừ một lúc rồi mới kể. Ông già đi bán muối từ đời tám hoánh vui lớn lên còn không nhớ rõ mặt cha dài hay ngắn mà kể ra ở quê có ruộng làm là giàu chứ nhà vui không có nổi xào ruộng cắm rùi từ nhỏ đến lớn vui sống trên ghe theo bà già đi bắn mắm bắn khô dày đây mai đó trên sông khoang ghe chật trội mùi mắm mùi khô ám cả vào giấc ngủ đến giờ còn sợ bà già chèo ghe phơi nắng suốt nên mặt bị nám nặng mà bà cũng chẳng bao giờ quan tâm đến gương mặt mình nám ăn tới chỗ nào. Trong ghe cũng chẳng có lấy một mảnh gương soi. Rảnh rỗi, bà cứ hay lôi mớ tiền lẻ ám đầy mùi mắm ra đếm đi đếm lại. Rồi ca giấc mơ mời mốt kiếm được mảnh đất lên bờ để đời cháu nội không phải chịu kiếp thương hồ lênh đênh. Vui nghe hoài đến thuộc lòng. Vui đi học cực hơn người ta đi cày bà già neo ghe cố định ở gần một bến chợ bán buồn, sáng sớm chèo ghe đưa đến gần trường cho vui lên bờ đi học. Nhưng mà vui học chẳng vô. Cầm cuốn sách ngồi học bài nơi đầu ghe hiu hiu gió thổi mà lăn ra ngủ lúc nào hồng hay. Rồi cành mè lúc bà già bán thì lùi lên bờ chạy chơi với đám bạn. Vui học tới lớp 8 rồi nghỉ ngang phần vì thấy mình học không vô, phần vì thấy bà già cứ thở dài sườn sượt mấy chuyện tiền nong. Vui muốn đi làm kiếm tiền gửi về cho má. Vui hỏi ông quắm, thấy thành phố có dễ sống không? Sao mà vui thấy khó quá? Mới đầu đi rửa chén, bưng bề thì bị chủ quyệt tiền. Đi phụ hồ thì bị chê yếu ớt, sách thùng hồ không nổi mà phụ cái gì đi làm bảo vệ thì để mất chiếc xe máy cả mấy chục triệu. Người ta nói vui bị tụi cướp để ý rồi giàn cảnh, chứ thực ra đến lúc được bà chủ cho xem lại camera, vui không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ nhớ đang ngồi coi xe thì có người đàn ông ngoắc lại hỏi đường. Vui thật thà chỉ cho người ta đường đến bệnh viện. Gã đàn ông nhăn chán, bảo mình ở xa nhờ vui chỉ lại một lần cho nhớ vui tận tình chỉ rồi khi quay lại mới phát hiện chiếc xe dựng ngay cửa đã bị dắt đi từ lúc nào vui cười cay đắng biết vậy đừng có bày đặt tốt bụng vui phải đền chiếc xe bà già vét hết tiền để dành bán luôn cái ghe mà còn chưa đủ tiền trả cho người ta báo hại bà phải qua năn nỉ lạy lục một người bà con xa mượn tiền chiếc ghe không còn, giờ bà già phải ăn nhờ ở đậu nhà người ta, làm không công như một ô xin để trả dần số nợ. Vui nói, bà già khổ từ hồi trẻ đến già còn khổ. Ông quắm quay sang, thấy mắt vui ươn ướt. Thấy ông già nhìn mình, vui lúng túng đưa tay chùi vội. Bảo trong bệnh viện cái mùi thuốc sát trùng cứ sộc lên mắt lên mũi cay xè. Ông Quắm đưa đôi mắt già nua, nhìn thật lâu vui, rồi bảo cuộc đời có những lúc đầy con người ta đến cùng cực vậy á. Nhưng rồi đừng có vì túng quẫn mà làm liều. Một phút sơ sẩy là mất tương lai, mất hết tất cả. Ông Quắm nói tên cướp đâm thẳng thành đến 18 nhát. Ông nhớ rõ bữa chiều hôm đó, mấy cha con ông còn ngồi xếp bằng giữa nhà trọ ăn cơm bữa cơm chiều có cá chiên có món rau muống xào tỏi thành tự nấu biết đùm thích ăn cá nên cứ đi chợ là thành mua từ hồi đùm té thành chưa nặng lời với em lời nào dù trước đó hai anh em đánh nhau như cơm bữa hồi thành còn đi học dưới quê mỗi lần đi học phụ huynh là mỗi lần ông quắm nghe lòng mát rượi như mưa mùa hè thầy cô nào cũng khen thành sáng dạ chỉ giảng sơ qua đã hiểu có lần thành đi thi học sinh giỏi cấp huyện môn hóa đoạt giải nhất ra chợ ai cũng hỏi thăm khiến ông tự hào lắm thầy cô khuyên thành đầu tư cho khối a mai mốt thành tài vậy mà thành đành gác lại chuyện học hành đi làm kiếm tiền cho đùm chạy thận vợ ông mất sức khỏe ông cũng hao mòn bao nhiêu tiền trong nhà đội nón ra đi Thành nói cha cực nhiều rồi, Thành còn khỏe đi làm phụ cha. Nhìn đứa con trai hiểu chuyện, lúc chạy đi giao hàng, lúc chở khách, bất kể trưa nắng trang trang hay trời mưa tầm tã, khiến ông thở dài. Nhưng Thành cười, đi làm mà cực mới ra tiền. Ban đêm Thành không nghỉ, còn bật áp lên tranh thủ kiếm vài cuốc khuya vì chạy giờ đó nhiều tiền. Nếu biết chiều đó, mấy cha con ông ăn bữa cơm cuối cùng. Nếu biết tối đó, thằng Thành con ông sẽ chẳng bao giờ về nữa, thì ông đã cản con lại rồi. Trước khi lái xe rời đi, Thành còn cười bảo, mày kiếm ốc về xào xà ớt ăn một bữa cho đã. Lâu rồi chưa ăn nên thèm. Khi đá cái chân trống lên, nó còn dặn đùm nhớ uống thuốc. Công an nói tên cướp nghiện, đặt xe dụ con ông đến chỗ vắng rồi giết người cướp xe. Kể đến đó, ông quắm ôm ngực rồi ông đưa bàn tay nhăn nheo lên đấm đấm vào ngực. Ông nói vui tưởng tượng nổi không, 18 nhát chứ không phải một nhát hay 8 nhát. Có nhát đâm trúng tim khi tên cướp đâm vào da thịt thằng Thành thì nó cũng xuyên lưỡi dao cay nghiệt ấy vào tim ông. Con ông chết rồi nhưng vẫn nằm đó kiếm bò lên người, kiến hút những dòng máu dì ra từ 18 nhát dao. Đến nửa buổi sáng, khi có người vô tình đi ngang con đường vắng hai bên bạt ngàn cỏ lau, thì mới phát hiện thằng Thành nằm đó Ông nhớ sáng hôm đó mình nhận được một cuộc điện thoại từ phía công an. Cuộc đời ông như vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc nghe xong cuộc điện thoại đó. Ông không xem nổi hết những tấm hình, không đọc nổi kết luận của pháp y. Mỗi lần chiêm bao, ông thấy con mình bị đâm, đâm đến nhát thứ hai, ông đã hoảng hồn tỉnh giấc. Từ đó, ông sợ những bãi lau sậy, những bờ lau sao sát gió, một mình con ông nằm ở đó Vùi lúng túng khi thấy ông già khóc gã cúi đầu vò hai bàn tay dưới mái tóc lòa xòa ông quắm vẫn chưa dừng lại tên cướp chỉ cần chiếc xe máy thôi tại sao không lấy chiếc xe rồi chừa lại thẳng thành cho ông đó là một thằng ngu vì giết người thì có chạy đến đường trời cũng sẽ bị bắt rồi ông quay sang nhìn vui và nhắc lại có ngu mới lựa chọn con đường đi cướp hắn bị công an bắt khi còn chưa kịp bán chiếc xe chưa kịp mua thêm một liều thuốc phiện để hút hắn bị bắt khi còn ngơ ngác tự hỏi sao bị bắt nhanh đến thế rồi thì thật vô nghĩa một thằng chết một thằng ở tù bà mẹ tên cướp quỳ xuống ở phiên tòa xin ông tha thứ trong cơn đau khổ tột cùng ông vẫn nhìn rõ gương mặt của bà kia bà già mặt quắt hết lại hai mắt hõm thật sâu tưởng chừng nhiều tháng nhiều năm rồi bà không ngủ bà run run chắp đôi bàn tay đen đúa lạy ông như tế sống bà ôm ngực lúc tòa tuyên án tên cướp tử hình khoảnh khắc đó tỏa như tuyên án cuộc đời của bà vậy lúc đó có lẽ cảm giác của bà không khác cảm giác khi công an báo thẳng thành con ông bị cướp đâm chết một dòng nước mắt đục ngầu chảy ra từ đôi mắt nhăn nheo của ông quắm bác sĩ gọi người nhà của bệnh nhân nguyễn công danh họ nói danh chỉ bị mệt không có gì nguy hiểm họ đã trích cho một mũi thuốc bảo ông quắm đi nộp tiền rồi có thể về nhà. Vui đi lấy xe, ông quắm lại khó nhọc đỡ đùm lên xe rồi ngồi phía sau đỡ lấy con. Chiếc xe vòng vèo qua những con đường vắng. Có những đoạn đường gái ăn xương cầm nón bảo hiểm đứng dưới cột đèn đợi khách. Phố bày ra những mảng màu lô nhô sáng tối Vui ném một câu chửi thề, vặn tay gà rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn về phòng trọ. Ông quắm dìu đùm vào phòng, kéo chiếc mền cũ đắp lên người con, bảo đùm cố ngủ đi cho khỏe. Xong xuôi lật đật chạy qua phòng vui, ông thấy vui đang lôi mì tôm ra định pha ăn. Ông nói đừng ăn mì, trong nhà ông còn cơm nấu khi chiều có thịt kho hột vịt nữa không để cho vui kịp trả lời ông đã chạy về phòng chỉ một loáng là chìa trước mặt vui tô cơm với thịt kho hột vịt ngon lành rồi nói ăn cơm đi con vui nhận lấy rồi ngồi trước cửa phòng trọ ăn cắn nửa cái trứng vịt vui nói lần đầu tôi được người ta cho cơm ăn đó ông quắm cười gì chứ cơm mai mốt ưng thì ông nấu cho ăn ông thiếu tiền chưa cơm canh thì không thiếu. Vùi ngước đôi mắt thật hiền lên nhìn ông. Ông quắm về phòng rồi chốt cửa. đủm mở mắt, ngồi dậy rồi thều thào đủ mình ông nghe. Thằng đó mà biết ba giả đỏ đưa con đi cấp cứu là mệt hà. Ông quắm ngó ra cánh cửa đã đóng, đứng sát lại đùm nói nhỏ. Sao mà nó biết được? và lại mày cũng bệnh, cũng mệt, chứ có giả đò đâu. Hồi chiều, khi ông Quắm ngồi lột hột vịt trước cửa phòng trọ, thì nghe bên phòng vui có tiếng nói chuyện điện thoại. Lúc đó, phòng vui đóng cửa, nhưng hai phòng sát rạt, nên vui nói gì, ông Quắm nghe được hết. Cuộc điện thoại đầu tiên hình như của vui với bà má dưới quê. Tôi nói với má rồi, làm thì cũng chú ý sức khỏe, chứ đâu yếu hoài sao được. Má đừng lo nghe, công việc tôi trên này tốt lắm. Để hai bữa nữa tôi ra bến xe gửi tiền về cho má uống thuốc. Má mệt thì nằm, đừng có dáng. Ông thả nhẹ cái trứng vịt đã lột xong vào cái tô, nghe phía bên trong cánh cửa tôn có tiếng nấc lên nhẹ nhẹ. Hình như gã trai khóc. Ông có thể tưởng tượng ra cái đầu gã gục xuống gối Hai bàn tay xù xì vỏ lên cái đầu tóc rối bù Rồi chỉ chừng 5 phút sau tiếng nấc nín bặt Và ông quắm nghe cuộc điện thoại thứ hai từ trong phòng Dù âm lượng đã được hạ xuống nhỏ hơn Tao nghe nói tụi bây làm mấy vụ rồi hả? Ngon cơm không? Kiếm được nhiều tiền không? Nhiều vậy á? À? Bằng tao giữ xe cả tháng luôn đó có gì cho tao đi với Một hai vụ thôi Ừ đang cần tiền gấp Ông quắng điếng người suýt làm rơi cái trứng vịt Đang lột dở trên tay Khi qua cuộc điện thoại Biết rằng gã trai đang bản tính Tối nay đi cướp Hình như là một băng giật dây chuyền Chẳng là gã trai túng quẫn Nên định làm liều Cuộc điện thoại được kết thúc Bằng cái hứa hẹn Tối nay đúng 10 giờ Gã sẽ đến điểm hẹn để làm phi vụ đầu tiên. Lúc đó, trong đầu ông Quắm hiện ra hình ảnh thằng Thành nằm giữa bãi lau sậy bạt ngàn, bờ lau sao sát gió, máu vẫn không ngừng dì ra từ 18 vết đâm. Hiện ra hình ảnh người đàn bà già nua, héo úa, sụp xuống khi nghe tòa tuyên án. Ông lẩm nhầm, không được, không thể cướp được. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyện ngắn Bờ Lau Sao Xác của tác giả Nguyễn Thị Như Hiền. Câu chuyện xúc động về tình đời của những con người gặp khó khăn trong cuộc sống. Biên tập viên Hoàng Hiệp có đôi điều cảm nhận về chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, cuộc đời nhân vật ông Tư Quắm có thể nói là khổ cực, bất hạnh. Ông có hai đứa con trai thì cậu lớn tên Thành bị sát hại dã man trong một vụ cướp cậu út tên danh bị ngã tổn thương cột sống mà tật bệnh cả đời phải chịu số phận bất hạnh như vậy ông quắm vẫn giữ được bản tính lương thiện của mình mà không căm hận cuộc đời vô tình biết được gã trai tên vui trọ cạnh phòng có ý định tham gia một vụ cướp ông quắm nghĩ kế nhờ vui đưa con trai út đi cấp cứu để ngăn cản hành động dại dột của cậu ta vui sinh ra vốn nghèo khó học hành dở dang nên khi ra đời mưu sinh không dễ dàng gì sau mấy lần bị vấp ngã vui thấy cuộc đời mình bế tắc không biết làm thế nào để kiếm tiền nếu không có hành động ngăn cản của ông quắm thì có lẽ vui đã tham gia một vụ cướp và cuộc đời chàng trai trẻ không biết sẽ đi theo ngã rẽ nào chuyện ngắn viết về cái thiện cái ác của con người tự nhiên không lên gân như cuộc sống vốn là như vậy ông tư quắm chịu bao nỗi bất công của cuộc đời nhưng vẫn giữ trong mình sự thiện lành. Có lẽ là người cha chịu nỗi đau mất con trai. Ông Quắm thấu hiểu nỗi đau của người mẹ tên cướp khi hắn trả giá bằng tính mạng vì tội lỗi của mình. Chứng kiến nỗi đau cuộc đời do cái ác gây ra nên ông càng sợ vui cũng đi vào con đường sai lầm. Trong cuộc sống, khi con người chịu nhiều bất công cay đắng thì nhiều người thu mình lại mặc kệ cái ác nếu nó không liên quan tới mình nhưng ông quắm không làm như vậy ông cũng không bí mật báo công an kế hoạch cướp giật của vui mà tự mình kín đáo ngăn cản hành vi sai trái của anh trong cuộc sống xô bồ vất vả mưu sinh nhiều nỗi niềm đắng cay chua xót chúng ta cảm động trước tấm lòng tốt bụng của nhân vật ông tư quắm chuyện ngắn... các bạn chuyện ngắn âm thanh đổ bóng của tác giả nguyễn hiệp mười ngón tay trần vũ đang bị một thứ ma lực cuốn đi trên bàn phím những chiếc búa gõ dường như được điều khiển bởi bàn tay vô hình nào đó bản xô nát ánh trăng chính nó âm thanh đã tái hiện một một khí hồn và ảnh của một đêm thanh ánh trăng đang lắng xuống từng lớp từng lớp trước cửa ngôi nhà ấy Ánh trăng lắng xuống, trầm tích. Ánh trăng dày lên, dày lên. Thời gian chờ đợi, dạo dược chờ đợi, mòn mỏi chờ đợi, chìm, tan trong bản hoan ca chờ đợi. Chính nó, bản nhạc vũ đàn thực hành hơn ba năm, bản nhạc mà vị nhạc sĩ gia sư được mời với giá cao ngất ngường ấy khi Vũ yêu cầu quá tha thiết, đã chiều theo mà ngắt ra từng phân đoạn muốn Vũ đàn như một bài tập chạy ngón. Theo lời vị nhạc sĩ ấy, dù có năng khiếu, nhưng Vũ sẽ không bao giờ sạch nước cản với kiểu học chưa đi đã chạy này. Mà cái vị trí đứng đầu huyện trăm công ngàn việc của Vũ cũng không cho phép tập trung hơn. Thật đầu cái ý mời xa sư về nhà dạy đàn cho cả hai vợ chồng, chỉ vì một cán bộ đàn em tặng vợ vũ cây dương cầm, loại đàn đắt tiền và có hệ thống âm giai phong phú, phức tạp nhất trong các loại đàn. Gọi là biết ơn về vụ đất đai vừa qua, và biết chị nhà rất thích cây đàn này thật ra ý nguyện có được cây dương cầm của ông trường chi ngày xưa là ý nguyện của vũ người đàn em của vũ biết rõ điều đó nên đã vất vả theo đuổi thực hiện hết thủ đoạn này tới thủ đoạn khác mới có được một lý do nữa ngoài chuyện tình cảm sâu kín của vũ còn do tính tình của vị đứng đầu huyện này ai cũng biết vũ là người thích hoàn hảo hoàn hảo hoặc cố ra vẻ hoàn hảo suốt ngày và từng giờ từ việc ký truyền một công văn đến chuyện xuất hiện ra mắt cử tri cả trong những bàn nhậu với đồng sự cùng cánh vũ thích và muốn tạo dựng một hình ảnh chủ tịch văn võ song toàn. Tính tình này của Vũ như một sự bù trừ cho tính nhút nhát thâm căn cố đế một thời thanh niên của mình. Các ngón tay của cả hai vợ chồng cứ đơ đơ, lóng ngóng, học trước quên sau. Những nốt nhạc chui từ tay này qua tay khác. Những âm sai chỉ là những chuỗi âm thanh kèn kẹt đùng đục khó tính chơ lạnh người lớn tuổi như vợ chồng vũ mà phải tập luyện để có được đôi bàn tay mềm dẻo có được đôi tai biết thẩm âm thật khó vậy mà đêm nay nó như người chết sống dậy hay như một hoài thai định mệnh sự sống và ma lực duyên phận gì với nhau mà đêm nay căn phòng vũ, tràn ngập ánh trăng, mát lạnh hồn trăng. Bàn tay vũ cuống cuồng bấn loạn, tâm hồn vũ, lúc chìm trong nỗi sầu man mát, lúc lặng đi trong cô đơn tận cùng. Chỉ có âm thanh huyền bí của bàn nhạc cứ bật lên xéo sắt như phát ra từ một cõi xa xôi nào đó. Chợt hưởng lại chỉ có trăng xuông thì chưa đủ làm nên đêm tình ái. Chỉ có trăng xuông thì tâm hồn ta mãi chỉ là một bến đợi, đợi đến mãn kiếp. Những gì lắng động qua tháng năm của một người chờ đợi. Một bó hồng móc hở ờ trên chiếc bàn lề rỉ xét. Một tiếng mở cửa khẽ khàng chỉ có trong tưởng tượng khát khao một cánh chim vụt bay đi giận dỗi để lại về sáng ảo mờ trong đêm không gì cả nói cách khác chỉ là những bông phong du ảo mờ mỏng mảnh đến như vô ảnh nhắm mắt nhắc nhở hơi thở mình dịu nhẹ dịu nhẹ những ngón tay vũ bị điều khiển dài nhẹ trên phím lướt nhẹ, lướt nhẹ, trong lớp lớp trầm tích ánh trăng. Vũ quay ánh mắt vào bên trong, lắng, thật lắng, để khẽ khàng mở ngăn tủ ký ức chính mình. Càng cố gắng, càng chỉ nhìn thấy những hình bóng ảo mờ lung linh, thoát hiện lên, thoát lại tan biến, lộn vòng theo dài âm thanh, kêu đòi thao thiết khiến con người chết lặng yên, từ sâu thẳm, chết lạnh cống giữa sa mạc cát cháy, chết thiêu cho giữa hồ xanh nước mắt. Từ cõi ấy, những bông phong du giờ đã chịu hiện dần, những đốm trắng vẫn còn nhảy nhót lung linh, bay lượn qua nhau. Ký ức đang chơi trò trốn tìm ngày xưa. Nhưng dù sao, những bông hoa bé xíu mỏng manh tinh tuyền ấy cũng đã hiện lên phong du trắng trời phong du trắng chỉ có phong du ngày ấy mới trắng như vậy các ngón tay vũ đột ngột dập mạnh xuống bàn phím rồi lặng đi như đêm đã thật sự đi vào khuya vắng chợt lại giật mạnh giật mạnh các cơ bắp trên thân thể vũ căng cứng như chuột rút đau buốt rồi đột ngột giãn ra mềm nhũn từng chùm âm thanh nổ bùng trên bàn phím lại nhanh chóng lặng lờ ước muốn dẫn con người đi bào mòn con người mà không bao giờ cho con người ấy tới nơi cứ cố xà xuống đậu lại nhưng rồi nhanh chóng bay đi là tạ bay đi cùng trăm ngàn sợi trắng khô mỏng như triệu triệu bông trắng khô mỏng như tỉ tỉ nhân sinh khô mỏng rơi lao lung vào trong hư vô. cỏ trắng trinh nguyên vừa bay vừa nở chỉ nhọc nhằn ở lại chỉ chịu buồn cư trú đáy tim ở thị trấn này ai ai cũng biết cũng thường nhắc về hiền là mối tình đầu của vũ vũ im lặng giữ một bí mật trong lòng đó mãi mãi là mối tình đơn phương vô vọng một tình yêu thầm lặng qua năm tháng, nhưng không bao giờ tới đích của ông. Cô Túi Hiền là con ông Trường Chi ngày xưa. Ngôi nhà duy nhất ở thị trấn này có đàn dương cầm. Đêm đêm, gã trai si tình, tên Trần Vũ, ngồi gục bên hàng rào để nghe tiếng đàn phát ra từ ô cửa sáng đèn có đêm trăng rất nhiều bông phong du từ đâu bay về phong du đậu cả trên tóc trên mặt vũ hứng được một bông cỏ trắng như thơ ấy trong lòng tay rồi lại tiếp tục dán mắt lên vùng sáng ấy hướng tai về vùng sáng ấy vũ chìm đắm trong âm thanh dìu dặt man mát của bản xô nát ánh trăng mà cô tú tên hiền đang chơi. Vũ tin những bông cỏ trắng kia chính là tín hiệu tốt lành. Quả thật, đó là liêm duy nhất cô Tú Hiền sau khi kết thúc bản nhạc đã bước ra mỉm cười với kẻ si tình ở góc rào. Ngày nghe tin dữ, Hiền bị băng huyết đột ngột qua đời. Vũ đã khóc cả nước mắt. Vật vã, không thích đến ăn uống, người gầy dọc đi. Vũ đợi lúc vắng người, mới sang ngồi ổ rũ bên mộ hiền. Dân thị trấn này, ai cũng thấy, ai cũng xót xa rơi lệ trước hình ảnh buồn bã thương hại đó. Sau người ta nghe tin, Vũ đã lên xanh. Năm 75 Vũ trở về trong đoàn quân tiếp quản địa phương. Cô giáo hậu là con cái nhà gia thế nhất nhì xóm biển lâu đời. Nhất bắt tỳ nhì thất ngà. Ông nội cô được xếp vào hàng thất phẩm đã qua đời. Gia đình cô là đối tượng được lưu ý. Nhưng vì cô hậu tích cực tham gia chiến dịch diệt giặc rốt, sông sáo trên mặt trận bình dân học vụ, được đi báo cáo thành tích trong mấy kỳ đại hội liền, nên tổ chức cũng đồng thuận cho hai người kết hôn. Mấy mươi năm gá nghĩa sống với cô giáo hậu, Vũ cứ bị chứng đồng sàng dị mộng, vẫn tôn trọng tình nghĩa vợ chồng, nhưng tình yêu thì đã chót trao hết một lần theo bông phong du cỏ trắng ngày nào. Trần Vũ rời ghế. Nhạc thơ là thứ gì mà ám được cả vào con người sắt thép lý trí như Trần Vũ. Vũ lầm bầm đọc thơ, rồi lầm bầm tự hỏi. Vũ chắp tay sau lưng, đi qua đi lại cả mấy mươi phút, rồi áp người ra thành cửa sổ, rồi lại đi rồi lại dựa vào thành cửa sổ. Mắt trắng dài, dán vào một nơi xa xăm nào đó. Vũ đi cả cây số đường trong căn phòng hẹp. Chốc chốc, ông lại cua vội chai John Walker loại mạnh nhất, ngửa mặt, lắc lắc, dốc dốc liên tục. Rượu chảy tràn lên cả mắt cả mũi, đôi môi ướt sũng rượu, mấp máy chậm dần. Vũ lại vật vờ đi. Những viên gạch men bóng lộn như lún xuống, in bóng, hàn dấu từng bước chân bâng cua mà nặng nhọc của Vũ. Và trong cái vòng đi ma dẫn cuối cùng ấy, Vũ ngã bẹp xuống nền nhà. Vũ đưa tay hướng mãi, chụp mãi về phía trước, với lòng tay trống không. Nhưng với Vũ lúc này, ông đã thấy thật, thấy mồn một. Bầu trời phong du chỉ hiện ra với kẻ si tình. Hàng trăm sợi mỏng manh, cõng một cái hạt nâu xấu xí, tựa ước muốn của Vũ, luôn muốn bay lên, nhưng cứ vướng bận cái thân xác nâu đen vàng đỏ tím tái, tím bầm giải pháp cuối cùng cho ước muốn là gì? Trong cơn mê man do say sầm đột ngột, Trần Vũ mơ màng, cố bắt chước giọng điệu của một nhà triết học. Vũ lên gân nghiêm túc trầm trọng hóa ngôn từ, như cái cách ông thường làm mỗi khi họp sao ban vào sáng thứ hai hàng tuần. Nhưng bây giờ sau khi thều thào được chọn câu hỏi thì ông cũng vừa nhập thổ ngất đi cô giáo hậu lọt thỏm trong chiếc ghế da màu mắm ruốc khuôn mặt nhăn nhúm méo nhàu không khác gì lớp da bọc ghế căn phòng chợt sụp tối nhợt nhạt vợ vũ là người đàn bà câm lặng không ai biết được cô giáo hậu ít nói hẳn đi từ lúc nào ngoài những giờ giảng bài bắt buộc ở lớp thời gian còn lại cô hậu trốn chui trong chiếc áo giày câm lặng để khỏi đau thêm tự bào mòn khả năng của cơ thể để tự chữa trị để giảm bớt khả năng tinh thần để níu kéo được ngày nào hay ngày đó cái gia đình cho tàn ghẻ lạnh này không biết bao nhiêu lý do gặm nhấm tâm hồn cô hậu hút hết sức sống cô hậu không biết bao nhiêu suy tư lý lẽ đóng khung con người cô trong chiếc áo câm lặng mòn mỏi ngán ngầm không còn cả những buồn vui thông thường của một kiếp người gần như tất cả âm thanh mọi lời nói đều thừa trong nhà này tê liệt chỉ sự tê liệt là ngự trị lên người lên vật lên các khoảng trống trong nhà vậy mà những âm thanh bật từ những ngón tay trần vũ vang lên trong căn phòng tối nay cứ vọng âm đến từng ngóc ngách rền rền len lỏi rồi vang nhói ngập tràn trong tâm hồn tưởng chừng đã khép kín của cô giáo hậu cô giáo hậu ngã rụi đầu vào thành ghế sau vài hơi thở dài hắt ra khuôn mặt gầy gò vốn xanh xao càng bợt nhạt đi bất động hơi thở nhẹ như không rồi lại cái nhịp yếu ớt ấy cũng đều dần đều dần cô đang giận những việc làm của chồng mình trong thời gian gần đây. Cô giận Vũ đã cho người khai thác cát đen băm vằm cái sóng biển lâu đời bình yên của cô. Cả dọc dài bãi cát rừng dương bỗng bị đào xới, mặn hóa, rồi hoang hóa, rồi cát bay mịt mù. Cô không còn mặt mũi nào mà về sóng biển, mà gặp lại bà con dòng họ thân thuộc trong giấc mê man. Cô thấy người ta đang ghép mặt cho mình. Phải trải qua 18 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, đến lần cắt chỉ cuối cùng, người ta mới cho cô soi gương. Một bộ mặt mới toanh, trơ ra, gượng gạo, xa lạ, nhưng không còn rúm gió như khuôn mặt cũ. Trên một cái khay inox sáng bóng, cô liếc thấy khuôn mặt cũ bèo nhèo dị hợm không có mũi hai hốc mắt trống hoác như hai vùng đen thăm thẳm đó là khuôn mặt người ta vừa vứt ra sau cuộc giải phẫu cuối một bác sĩ nào đó quần áo trắng toát thì thầm nói sẽ giúp các dây thần kinh phát triển trở lại máu sẽ lưu thông tốt hơn và các cơ sẽ cử động bình thường cô không dám tin vào những lời hứa ấy. Cô chợt thấy sợ, mồ hôi lạnh tuôn túa nhòe nhòe hai bên thái dương, làm cho vị bác sĩ phải rút cả khăn mồi xoa, rồi vạt áo lô của mình, lau liên tục hết bên phải lại bên trái cho cô. Chợt, tay chân cô run lật bật, đôi môi lập bập lạnh, cái lạnh đâu đó từ bên trong tràn ra cô gào lên trả khuôn mặt cho tôi cô nhào tới cái khay inox vung tay bứt hết các dây chuyền dịch quanh đầu cô lại thấy mình đang lang thang trong dòng người đông đúc giữa chợ cô sực lại khi nghe một con bé hỏi người mẹ mẹ ơi phải con quỷ đó không mẹ Cô hậu loay hoay tìm cái giấy chứng minh trong túi, rồi lao theo tìm con bé. Cô muốn nói với bé rằng, cô đây, khuôn mặt trước khi giải phẫu của cô đây mà, cô là con người đàng hoàng, chứ không phải quỷ đâu. Cô lao đi tìm con bé trong dòng người. Cô vừa chạy, vừa giáo sát tìm, tìm mãi. Thấy hai bím tóc gần giống là nhào tới hăm hở, nhưng liên tiếp thất vọng vì không phải, lại thất vọng lại sụp xuống. Không thể để cho cô bé ấy tưởng mình là quỷ. Nghĩ vậy, cô hậu lại bật dậy lao đi, vừa thở hồn hển vừa gọi, Cháu ơi, bé ơi, hình cô đây này, cháu xem, cháu xem. Trần Vũ bàng hoàng sụi mắt khi nghe tiếng ú ớ của vợ. Vũ lồm cồm bò dậy với tay đập đập rồi lay mạnh đôi vai gầy gò. Cô hậu ẩm ừ, từ từ mở mắt. Một thực tại tê liệt trước mắt rõ dần. Đối với cô, nó còn ngán ngầm hơn cả cơn ác mộng vừa rồi. Cô đưa tay sờ lên trán lên mũi, lên mắt mình như một thói quen làm những động tác bâng cua của người vừa ngủ dậy sống với người không yêu mình và cả mình cũng kinh tởm thì ngày tháng trôi qua là thời gian của những cơn ác mộng triền miên từ ngày trần vũ đặt bút ký vào bản hợp đồng san ủi trá hình khu nghĩa địa thật ra là múc đất bán cho những dự án khổng lồ đến nay lòng vũ quả thật bất an vũ thật sự bấn loạn khi bà sáu một người bà con bên nội xuất hiện ở văn phòng ủy ban huyện đồng tiền làm mù bắt ông hay sao mà ông lại cướp cả đất của người chết hả hả trần vũ biết tính bà sáu nên vừa rót nước vừa xoa dịu là chủ trương, là quy hoạch, con có muốn vậy đâu. Tôi rốt nát, không hiểu chủ trương chủ chết gì giáo. Ăn cướp đất của người chết là tội tây đình. Trời không sung, đất không tha. Tôi nói cho bà biết, ông liệu mà sám hối đi, dừng lại đi, kẻ muộn, kẻ muộn ông chủ tịch à? Trần Vũ để bà nói cho Hà. Ai chửi cứ chửi ai làm cứ làm. Nghĩ chấn an mình vậy thôi. Chứ Trần Vũ biết, bà Sáu này đã từng sang tay dạng chân ra đường cản xe tăng khi chúng kéo sát một đồng chí của anh trên đường. Bọn lính xe tăng nhảy xuống chĩa súng, bà nắm luôn họng súng dí vào ngực mình, bà chừng mắt hét lớn, dừng lại, dừng lại ngay khi chiếc xe tăng chịu dừng hẳn bà mới tuôn một thôi một hồi tôi không biết việt cộng là ai tôi không bên này bên kia gì cả như người ta chết rồi không nên ác như vậy dù sao mình cùng ra vàng mũi tẹt với nhau nghĩ cho cùng cũng con một nhà đừng tôi xin các ông đừng hành hạ người ta nữa tôi biết tâm các ông không ác nhưng nhất thời bị ma quỷ suy khiến mà làm vậy thả người ta ra để bà con chúng tôi đem chôn bà con đâu tháo dây mau để mấy ông đây còn đi làm công vụ chính tay bà bế xốc cái xác lên chịu một mình một đầu khiêng đi bọn lính không biết do bà đánh chúng huyệt hay chúng chưa chuẩn bị cho tình huống bất ngờ này nên không phản ứng gì cứ đứng được ra đó một lúc rồi lên xe đi mất trần vũ nhớ hết giao liên đã kể từng chi tiết cho vũ nghe bà sáu lại tuôn một thôi một hồi trước mặt chủ tịch vũ rồi trước khi cầm cái nón lá le te đi ra khỏi cổng huyện bà nhìn xoáy vũ ông chủ tịch huyện à ông không nhớ để tôi nhắc cho mày nhớ, cái mộ quét vôi trắng mới bị sụt lở đổ gãy, chính là mộ của con hiền đó. Con nhỏ linh lắm, tội nghiệp, không ai dám nói điều đó với ông hả? Người ta sợ chưa già này, ông biết rõ mà. Mộ hiền sao? Mộ của hiền sao? Trần Vũ thấy đất dưới chân mình đang nghiêng xuống, sụp xuống. Hình ảnh ngôi mộ toát làm hai, lóe lên trong trí não vũ, đập vào trí não vũ, cùng lúc với tiếng sét rền đập. Vũ nhớ lại trận say vật vã tối qua, nhớ lại cái cách chơi đàn như bị ma khiến của mình, mà sờn gai ốc. Vũ liêm xin mắt, tập trung để cố xua cái dòng trẻ cảm xúc đau đớn tự nhiếc mất mình ra khỏi đầu. Nhưng càng cố xua đuổi, hình ảnh ngôi mộ lở lói toát hai lại càng bám giết, dính chặt. Những chuỗi âm thanh chợt dâng lên, bút nhói màng nhĩ, rồi bừng vỡ, rồi phình lớn những âm thanh truyền thành những khối tròn nhòe nhòe trăng trắng. Những cặp mắt của Jack tượng thành nổi lên sắc nét trên khuôn mặt tối tăm. Tất cả đang trực quật ngã vũ, bóp xít vũ, còng, cùm vũ. Vũ đưa hai tay ôm lấy đầu. Căn phòng thực sự không còn ánh sáng vũ chìm trong tiếng đàn bản xô nát ánh trăng. Tiếng đàn ma nhập của mình, ánh trăng hiện lên lạnh băng trong tâm khảm vũ. Những bông phong du lững lơ, lững lơ, rồi đột ngột bấn loạn, bay vòng, giật, quắn, tung lên, liệng xuống. Cả góc trời bấn loạn những bóng đổ của âm thanh. Trần Vũ chới với đổ vật xuống ghế như một thân cây tự mộc giã. Như một thân cây tự giã mộc. Giã mộc. giọng đọc Hoàng Yến vừa gửi tới các bạn truyện ngắn âm thanh đổ bóng của tác giả Nguyễn Hiệp. Về truyện ngắn này, biên tập viên văn học Ngô Huyền Anh có đôi điều cảm nhận. Có phần ma mị, huyền ảo như văn Nguyễn Hiệp xưa nay. Giấc mơ đổi mặt ghép mặt của cô hậu, vợ vũ, chủ tịch huyện. Những âm thanh lên đồng những âm thanh bản sô-nát ánh trăng đến cuối chuyện mới biết không phải của Vũ, mà là từ người con gái xưa tên Hiền đã quá cố. Những âm thanh chát tuyệt Vũ từng lén nghe cô đàn cũng chính cây đàn này. Cây đàn của con gái trưởng chi mới có được hồi ấy giờ vòng vèo đủ cách mới về được nhà chủ tịch huyện Vũ Chuyện không chỉ về tình yêu ba người, Vũ, Hiền, Hậu, mà có chút thời sự. Chuyện con người đang quên, đã quên quá khứ hào hùng, ơn nghĩa, cả quá khứ tình chưa xa, chưa thật xa, vân vân. Nhưng hình như, những cái phong này cốt tạo nền để nhà văn Nguyễn Hiệp diễn chuyện khác đó là cuộc đối lập ghê gớm của vẻ đẹp vô ngần và những toan tính nhỏ nhoi xấu xí của hồn người cuộc cái đẹp bông cỏ trắng phong su phiêu hút đầy biểu tượng với cát đen tận thu tận phá điên khùng vì lợi ích của một số người của thần thánh những âm thanh lộng lẫy và những thô kệch mô phỏng cuộc phân cách vĩnh viễn của tâm hồn của tài năng và của cuộc chơi chữ chính nhà văn cuộc đổ bóng chính nhà văn với âm thanh đổ bóng người đọc có cảm giác dường như chuyện được viết nhanh lắm vì nó miên man như lên đồng chữ nghĩa cứ tuôn xa phù hợp với đề tài đầy chất thơ như thơ không biết âm thanh đổ bóng ngân nga tới đâu nhưng chắc chắn là người viết thấy thích thú người đọc cũng ưa cũng muốn nghe lại những âm thanh tuyệt vời ấy có thể nói lần đầu tiên nguyễn hiệp viết chuyện ngắn mà lại không khai thác đề tài thiền chùa quen thuộc mà anh viết về những gì đang diễn ra trong cuộc sống hôm nay với bao điều xót xa đắng đót về những cái hiểm ác toan tính mưu mô Tuy nhiên, hiện trạng xã hội và những bi kịch gia đình đã được nhà văn lồng ghép hết sức tài tình qua một câu chuyện kể vừa như có thực mà lại vừa như hư cấu. Tâm lý nhân vật được khai thác chặt chẽ và dẫn dụ người đọc bằng một lối viết nhiều cuốn hút và phủ trùm lên tất cả, len lỏi trong tất cả là cảm giác lẻ loi cô đơn đến từng số phận từng cuộc đời người cô đơn và cảnh vật cô đơn, cô đơn nỗi niềm, cô đơn cả ánh trăng, cô đơn nơi một âm dung trong những tiếng đàn. Phải chăng chuyện hấp dẫn cũng bắt đầu từ những cảm hứng biên man đầy sức gợi ấy? Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn cùng nghe chuyện ngắn sau những ngày chiến tranh của tác giả Lê Huy Thành qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Mấy đêm nay, vừa chợt mắt được một tí, ông Hoàng lại mơ thấy toàn những chuyện đầu đâu. Lúc thì thấy một bà lão tóc trắng như hoa lau, đang ngồi ngắm nhìn tấm hình đứa con trai của mình mà khóc lóc. Lúc thì thấy một người đàn ông dáng cao rong rộng, cứ đi qua đi lại trước đầu giường mình có lúc ông còn nghe rõ một một tiếng nói như trách móc thời bình bây giờ ấy các ông ai nấy đều có nhà cao cửa rộng cả sướng lắm còn nhớ ai nữa ông hoàng giật mình người vã mồ hôi tim đập loạn xạ ai thế nhỉ ông mở mắt ánh mắt ném ngược lên trần nhà trong đêm thăm thẳm ông hoàng nén lại nỗi sợ hãi sáng ra hoàng kể lại chuyện đó cho bà hà vợ của ông nghe người vợ nói ông chỉ được cái dựng chuyện thôi thật mà tôi chưa bao giờ mơ thấy giấc mơ lạ như thế cả người đó còn nói rõ đến cả tên của tôi hoàng này mày có biết tớ là ai không mày có nhớ lần mày chia cho tớ miếng ổi rừng không quên tớ rồi sao thế là tôi bừng tỉnh vẫn nghe như tiếng bước chân còn đâu đây tôi không tin vào mình nữa bà nó ạ à, mà không biết có điểm gì lành dữ liệu có xảy ra không trên đời này ấy làm gì có ma quỷ ông chỉ được cái lo hão thôi ông hoàng ngồi lặng im ông chia ổi rừng cho ai nhỉ chuyện này chỉ có khi còn ở lính nhưng mà thời ấy lâu lắm rồi hay là đồng đội ông đồng đội ông thì tản mát hết người hy sinh người về làm dân thường già lão cả rồi chẳng còn ai nữa chiến tranh đã xa lâu rồi sao con không về với mẹ hả con câu nói của bà lão tóc bạc trong mơ lại vang lên không lẽ nào đồng đội của mình ư ông cố nhớ lại chia nhau miếng ổi rừng ai nhỉ trí óc chậm chạp hiện về những hình ảnh đã chìm dần ông buột miệng kêu thằng năm trời ơi sao mình lại có thể quên nhanh vậy chứ những ngày lạc trong rừng hai đứa chia nhau quả ổi cầm hơi năm cứ nhường mãi không nỡ cắn thế rồi năm hy sinh rồi giải phóng sau đó thì mọi chuyện cứ rối tung cả lên cuộc sống cuốn con người về phía trước những đồng đội hy sinh nằm lại trên chiến trường xưa hoang lạnh trong số đó có năm cả đêm hôm đó ông hoàng nằm ngủ không được có lẽ phải vào tây nguyên một chuyến thôi bây giờ hãy còn kỹ sức khỏe mai sau chưa biết chừng đâu mặt trời đã ngả bóng hoàng dừng lại trước cổng ngôi nhà dài ở gần cuối buôn bỗng một con chó cún đâu đó thính hơi ló đầu ra khỏi lô cà phê sủa doanh rách nghe tiếng chó sủa người đàn ông có nước da xám xạm mái tóc húi cua đôi mắt to hơi sâu cặp lông mày xích nòm giữ tướng xin lỗi đây có phải nhà bác Y Ngâm không ạ à? ai mà lại hỏi Y Ngâm đấy chủ nhà vừa nói vừa để ý tới người khách lạ có một vết sẹo to như chiếc đũa bên má trái kéo dài xuống gần đến măng cằm ông nói như reo lên mày hoàng à có phải mày là hoàng không phải mình là hoàng đây mà trời ơi hoàng thật hả người chủ nhà ôm chầm lấy hoàng vỗ vỗ vào vai bạn chiến đấu năm xưa ôi lâu quá Hoàng ơi, thôi lên nhà đi. Sao Hoàng biết được nhà mình ở đây mà tìm chứ? Mình đến đây được là nhờ mấy ông ở cơ quan quân sự tỉnh chỉ đường cho đấy. Khăm vừa nói vừa rót đi cà phê mời Hoàng. Cà phê buôn ma thuật ngon có tiếng đấy, uống đi rồi ché rượu cần màu da lươn cũng được ama khăm cột ở giữa gian nhà đầu tiên trước khi bước vào gian sau sau khi mọi người ngồi đâu vào đó ama khăm trao cần rượu cho hoàng vì hoàng là người rất quý trọng của cuộc rượu đêm nay đêm rượu cần rất vui nhưng rồi cũng đến lúc mọi người phải chia tay nhau ai về nhà nấy chỉ có hoàng nghỉ lại Đêm đó, Hoàng nằm không ngủ được. Hoàng nhắm mắt lại, hình dung về năm. Lúc đó năm mới chừng 21-22 tuổi, tính tình tếu táo. Cả tổ đội hành quân vượt suối Iana, hôm đó bất ngờ dòng nước lũ từ phía đầu nguồn ập xuống. Năm đi sau cùng, chưa kịp lội vào bờ, bị dòng nước cuốn trôi. May có kinh nghiệm bơi lội nên thoát chết. Hoàng và Amakham phải chạy dọc theo bờ suối, vấp ngã lên xuống toạc cả chân, mãi sau kéo được năm lên. Hơn bốn chục năm, sao mà vẫn nhớ thế? Tội cho thằng năm quá! Trận ấy cả tổ lội cắt cánh rừng cao su vào nội thị để thực hiện kế hoạch tập kích vào khách sạn Hoa Đào, nơi thường tập trung của sĩ quan Mỹ ngụy. Khi đội hình của ta vừa lội chớm bìa rừng, mọi người đã nghe tiếng con chim lợn đứng trên lùm cây phía trái, gióng lên từng hồi. Năm than vãn. Đã là ba cái Tết ở rừng rồi, không biết bao giờ mới được về quê ăn Tết đây, bao giờ mới gặp lại người yêu chứ. Hoàng nhắc mọi người im lặng, quan sát thận trọng để chuẩn bị vượt con suối tiến vào nội thị bỗng địch nổ súng loạn xạ vào đội hình trận phục kích của địch đêm đó làm cho ta hao tổn cả phần ba lực lượng hoàng bị thương vào đùi máu chảy ra nhiều đau nhức buốt đến tận óc chạy về lại bên kia con suối hoàng nép người vào một gốc cây miệng thở hổn hển chắc là cái thằng sinh chỉ điểm rồi năm băng lại vết thương cho hoàng và nói Tớ cũng đoán chắc thế đấy. Có thể là thằng Sinh bị bắt, nó đã khai báo cho địch rồi hoàng ạ. À. Nếu không, tại sao bọn địch mấy hôm nay lại cho máy bay L-19 đi trinh sát, rồi cho mấy chiếc cán gáo đảo đi đảo lại, quần nát cả cánh rừng. Bỗng có tiếng loa chiêu hồi, rõ ràng là tiếng của thằng Sinh. Khi những chiếc cán gáo im hơi kín tiếng, thì ở dưới mặt đất, lực lượng địch đã triển khai bao vây tạo thế gọng kìm bọn địch mở rộng ra hai phía cánh gà nhằm bịt kín các lỗ hổng không cho quân việt cộng chạy thoát suốt buổi sáng hôm đó quân địch tổ chức pháo kích cấp tập các mục tiêu của việt cộng nhà cửa kho tàng bị đạn pháo giặc thiêu cháy trụi năm vừa rửa vết thương cho hoàng vừa nhận định sau trận càn này hẳn là quân địch sẽ rút theo con đường độc đạo phía sau đấy nếu ta bí mật mai phục chặn lối sẽ tiêu diệt được nhiều sinh lực địch hoàng nghĩ đề xuất của năm cũng hay nhưng thật ra lúc này chưa phù hợp còn năm lại nghĩ miên man sự hy sinh mất mát của đồng đội trong trận bị giặc phục kích quả là quá lớn năm nhớ cái thằng khang Mới hôm nào, Khang kiếm được một củ mì to như cổ tay, nó nướng chín, bẻ chia cho năm phần nhiều. Khang bảo: "Cậu to con hơn tớ, nên chia cho cậu phần nhiều đi." Thế mà, cách đây có mấy hôm thôi, giờ đây Khang đã đi rồi. Nghĩ đến cái chết oan uổng của đồng đội, tự dưng máu trong người năm cứ sôi lên. Bỗng năm vụt phát dậy, sách khẩu B-40, mang theo cả hơn chục trái thủ pháo tự tạo bằng thuốc bom của địch, lặng lẽ rời khỏi đơn vị. Đêm sập xuống cánh rừng, năm men theo con suối cạn vượt lên một khoảng trống và nhìn sao trời để cắt hướng. Trời càng về khuya càng tối, khí hậu trở nên lạnh hơn. Ngồi dưới một hố bom sâu hoắm sát ven đường, Năm nhìn những bụi cây ngành ngạnh lá đỏ Trời đã sang chiều Mà vẫn không thấy bọn địch đâu cả Chả lẽ quân địch lại đổi hướng ư Năm vừa nhủ thầm Vừa đưa tay vạch chết chân bụi cỏ Mỹ Thì đã nghe có tiếng động cơ ô tô Năm tập trung cao độ Mắt dõi về phía chiếc xe Jeep Vừa dừng lại sát bìa rừng Hẳn là bọn địch đang thu quân trở về đây năm dán mắt dõi theo một tên giặc cao to đi sau một tên dáng người thấp đậm chính xác rồi đó chính là thằng sinh cái thằng phản bội mà sao nó lại quái gờ thế chứ vì nó đồng đội hy sinh rất nhiều tên chỉ huy nhắc nhở tụi lính chúng bay coi chừng nghe túm tụm lại một đống việt cộng nó thịt cho cả nút đó Tên chỉ huy đám lính vừa ngắt lời, tức thì một tiếng B-40 nổ xé tai, ba bốn tên ngục ngay tại chỗ. Bọn địch bị tấn công bất ngờ, cả đám hoảng loạn, thần hồn nát thần tính. Năm nhìn rõ mồn một, thằng chỉ huy bị thương, miệng kêu la ô ố. Hắn chửi thằng sinh láo tuyết là thằng phản bội, đã đưa hắn vào dọ của Việt Cộng. Đi phía sau tên chỉ huy, là viên sĩ quan mỹ hắn nhìn thấy sinh đang lồm cồm nhổm dậy định chạy sắc mặt viên sĩ quan mỹ đỏ gay hai con mắt của hắn xanh lè bỗng chốc chuyển sang màu đỏ dại viên sĩ quan mỹ kia nghi thằng sinh phản bội lập tức hắn rút khẩu côn xiết cỏ viên thứ nhất trượt viên thứ hai chính xác sinh lảo đảo rồi gục ngay tại chỗ lợi dụng lúc đó, năm nhanh chóng lao thẳng vào trong cánh rừng khộp. Bọn địch hoảng loạn trong chốc lát rồi nhanh chóng sốc lại tinh thần, dốc sức rượt đuổi theo hòng bắt sống bằng được năm để trị tội. Nhưng năm kiên quyết không xa vào tay giặc. Năm chạy rất nhanh, nhanh hơn cả ngọn gió lốc đại ngàn. Nhưng không hiểu sao, lúc này năm cảm thấy mình lại có sức mạnh thần kỳ đến thế cứ đạp phăng phăng trên cỏ mà quên đi những ngọn le gai mắc cỡ xòa xuống hai bên tai. Vừa ngoặt hết khúc đường cua rẽ trái, năm bắt gặp một đám người đông đang rồng rành nhảy múa theo tiếng chiêng. Năm giật mình chững lại. Nhìn thấy năm, Amasiu nhận ra ngay người chiến sĩ đeo chiếc vòng tay quen thuộc. Ngày năm chuyển địa điểm rời khỏi buôn lên núi, Già làng Amasiu đã tổ chức đêm rượu cần kết nghĩa, tặng cho năm một chiếc vòng đồng đó, để mỗi khi buồn vui lại nhớ về buôn làng. Tình hình lúc này nguy kịch lắm rồi. Phía sau lưng năm quân địch đang hò hét, hướng về phía có đám ma. Già làng Amasiu quýnh lên, rồi Amasiu bật ra một sáng kiến tuyệt vời. Amasiu ra hiệu cho mọi người nhanh chóng, vần mấy hòn đá to như cái thùng gánh nước, lăn xuống hai đầu hố của huyệt, rồi dục năm nhảy ngay xuống. siêu hối thúc mọi người khẩn trương hạ chiếc quan tài nặng, đè chặn lên người năm. Khi chiếc quan tài vừa hạ xuống huyệt, cũng là lúc toán địch từ phía rừng le, hùng hổ sọc tới. Chúng cho quân lính bao vây lùng sục, kéo lật mặt từng người trong đám người đông kia để xem năm có trà trộn trong đó không. Sục sạo lúc lâu, không phát hiện thấy năm, bọn chúng phải thu quân về. Mặt trời chiều đỏ đậm, già làng Amasiu vờ cúng ma cho người chết để kéo dài thời gian, chờ quân địch rút hết mới cho người nâng chiếc quan tài lên khỏi mặt đất để cứu năm. Cảm ơn đồng bào, năm lại băng rừng lội suối tìm về đơn vị nhưng vừa ra khỏi cánh rừng ngoài khu nghĩa địa của buôn chư rú thì năm đạp phải mìn của giặc người chiến sĩ quả cảm nằm lại trên mảnh đất tây nguyên kiên cường không ở lại với đồng đội nữa y khăm vừa cuốc được vài chục nhát cuốc bỗng lưỡi cuốc vấp trúng phải hòn đá xanh to bằng nắm tay tóe lửa bất thình lình một con rắn ma loang lổ trắng đen vọt ra khỏi hang khiến y khăm giật nảy người. Con rắn loằng ngoằng phóng thẳng lên bờ, lao xuống phía con suối cạn trước mặt. Vừa hết lớp quốc thứ năm, thì gặp phải một rễ cây dối dại to bằng cổ tay xuyên ngang phần mộ. Y khăm vung con dao, chặt đứt cái rễ cây rồi quẳng lên bờ. Bỗng y khăm phát hiện ở phía dưới mấy rễ cây có một mảnh kim loại sáng trắng to bằng ba ngón tay người lớn. Y khăm cẩn thận nhặt lên ngắm nghía một lúc rồi đưa cho ông Hoàng. Hoàng lau chiếc kính lão, căng mắt đọc dòng chữ nhỏ xíu khắc trên mảnh kim loại. Lần đó cả tổ đội đi phục kích chống địch càn, tắt qua khu rừng vắng trở về. Sinh phát hiện một xác máy bay trực thăng của Mỹ bị ta bắn hạ. Sinh lượm một mảnh mang về mài rũa làm vật kỷ niệm. Sinh khắc tên mình và tên người yêu lên trái tim đó đi đâu cũng mang theo. Hoàng cầm miếng kim loại đó trên tay, quay sang nói với Amakham. Nhầm rồi, Amakham à, không phải mộ của năm đâu. Không phải của năm thì là mộ của ai vậy? Giọng ông Hoàng buồn rầu. Mộ của thằng Sinh. Nghe nói đến thằng Sinh, Amakham tức lộn ruột, cắm phập chiếc xẻng xuống đất. Người cần tìm thì chẳng thấy, người không cần tìm lại thấy. Thôi, khỏi đào luôn. Biết là Amakham đang bực tức, hoàng kiềm chế. Thôi Amakham mà, đừng bực nữa, đã đào rồi, sao lại dừng như thế? Ở đời có ai muốn vậy đâu, dẫu sao thì thằng sinh đã chết rồi, người chết còn biết gì nữa đâu. Ama Khâm dựa đầu cắn xẻng vào ngực, mắt nhìn xuống phần mộ của Sinh. Thế đào lên rồi thì bỏ nó ở đây sao? Ama Khâm lau những giọt mồ hôi rồi đào tiếp. Hai đầu gối của ông leo trèo ngang dọc mấy hôm nay giờ đã mỏi nhừ ra. Ama Khâm nhìn gương mặt của Hoàng sạm nắng đỏ sẫm lại tìm kiếm mãi tới khi trời ngả sang chiều. Rồi một ngày tìm kiếm mới lại bắt đầu, tận trưa hôm đó thì mọi người tìm ra chỗ chôn cất của năm. Rồi công việc tìm kiếm hài cốt của năm được tiến hành ổn thỏa. Tối hôm đó, mọi người trong buôn kéo đến rất đông, họ đến chúc mừng sức khỏe mừng cho Hoàng tìm được mộ đồng đội. Amakham rút từ trong ché rượu cần ra một ly thủy tinh to chừng nửa lít. Amakham nói, công việc ổn rồi, đêm nay Hoàng phải uống rượu thật nhiệt tình nhá. Uống hết mình, bà con trong buôn mấy vui đó. Hoàng nâng ly rượu cần mà lòng vui khôn tả. Hoàng vừa đặt chiếc ly xuống chiếu thì y khăm ngồi bên bếp lửa nở nụ cười hồn nhiên nói vọng sang. Bác Hoàng ơi, bác trở về quê đừng quên thằng Y Khăm đào phải con rắn ma nhá. Cảm ơn Y Khăm lắm. Bác Hoàng không quên Y Khăm đâu. Chuyến xe khách buôn ma thuật Thái Bình chạy xuyên đêm, thâu sáng. Ngồi trên xe, ông Hoàng dõi mắt qua ô cửa kính. Hai bên đường nhà cửa mọc lên san sát, chiếc xe càng tiến về phía trước bao nhiêu thì những hình ảnh mới lại hiện ra đẩy lùi hình ảnh cũ dồn lại phía sau xe chạy tới xứ nghệ trời bắt đầu hừng sáng mặt trời từ phía đông từ từ ngoi lên đỏ ối có lẽ bà ngà mẹ của năm giờ này đang nóng ruột lắm khi hoàng vừa chớm chân đến đầu cổng mọi người từ trong sân nhà bà nga đổ ảo ra đón năm. Tiếp sau là những tiếng ồn ào hòa lẫn tiếng khóc om sòm của cả một xóm. Tiếng khóc khô như ngói vỡ. Điều ông hoàng không ngờ là trong đám đông đến dự có cả bà bốn mẹ của sinh. Bà chống gậy đi từ xã bên qua đứng chân chối giữa sân nhìn mọi người rồi nấc nghẹn sinh ơi thằng năm nó đã về rồi sao con không theo nó mà về với mẹ hà sinh mọi người đứng chung quanh ai nấy đều xúc động ông hoàng không dám nhìn vào gương mặt già nua đầy khổ đau ấy ông trưởng ban tang lễ bắt đầu đọc bài điếu mọi người dự buổi lễ truy điệu hôm đó nghe ông trưởng ban lễ tang đọc Ai nấy lặng đi không ngăn được dòng nước mắt. Đưa được hài cốt của năm trở về quê, ông Hoàng cảm thấy lòng mình thanh thản. Nhưng cứ mỗi khi ông Hoàng chợp mắt thì ông lại nhìn thấy thằng Sinh xuất hiện. Hoàng nhìn rõ dáng người thằng Sinh thấp đậm, hắn để bộ ria mép của hắn chĩa dài tua tủa, đôi mắt của hắn mở to hơi sâu hắn khúm núm tiến lại gần van xin hoàng tha lỗi hoàng bực mình trách mày là cái thằng hèn nhát lúc sống chẳng phân biệt để mà làm điều tốt lành giờ thì còn lỗi với lầm gì nữa thấy hoàng đang bực tức hắn lủi thủi bỏ đi về phía quả đồi đang vùi trong màn sương có chuyện gì mà ông chăn trở thế ông hoàng chậm rãi nói với vợ từ ngày ở tây nguyên về đêm nào tôi cũng thấy thằng sinh hiện về nó khóc lóc van xin tôi tha tội cho nó và xin tôi dẫn đường cho nó về với mẹ nó khổ thật đấy nếu để nó nằm lại trong đó tôi thấy không yên tâm tí nào thôi thì bà để tôi vào đó một lần nữa đi tôi sẽ đưa thằng sinh về cho bà bốn gặp lại nó rồi thì bà ấy có chết đi mình cũng an lòng chứ ông vừa ngừng lời thì vợ hỏi luôn nãy giờ nghe ông nói thằng sinh có tội vậy tội gì thế hả ông biết chẳng giấu giếm được ông kể lại đầu đuôi câu chuyện cho vợ nghe ông vừa ngưng câu chuyện thì bà hà tự dưng nổi nóng hai tay đỏ tía lên cái thằng đã phản bội đồng đội nó còn khai báo cho giặc giết hại đồng đội ông Vậy thì thương tiếc cái gì chứ? Không có tìm tiếc gì cả. ai chết, bà đừng nóng. Sao lại cáo gắt với tôi? Ở đời có ai muốn thế đâu. Vì chiến tranh cả. Vì bọn giặc ngoại bang cả thôi. Nhưng dù sao trời cũng có mắt. Trời đã bắt thằng sinh phải trả giá rồi đấy thôi. Chỉ tội cho bà bốn. Bà ấy sắp gần đất xa trời. Tôi thà không biết thằng sinh thì thôi Giờ biết rồi Để nó nằm lại đó không yên tâm đâu Nãy giờ bà Hà ngồi im lặng Bà nghe người chồng nói có tình có lý Khiến bà nguôi mau cơn tức giận Mái tóc của bà bốn rối bù như một mớ bỏng bong Đã chuyển sang màu trắng đục Gương mặt của bà Thời gian đã vẽ chẳng chịt những rãnh cầy ngang dọc dáng người gầy hom của bà khô đét dần đi nghĩ vậy tự dưng bà hà cảm thấy mùi lòng bà đưa tay quệt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má tội nghiệp cho bà bốn bà ấy mà biết được chuyện thằng sinh chạy theo giặc thì hẳn bà ấy sẽ chết mất thôi bà hà nghĩ vậy rồi quay sang hỏi chồng thế hôm nào ông đi ngày mai bà nó ạ à. các bạn vừa nghe chuyện ngắn sau những ngày chiến tranh của tác giả lê huy thành qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú hà phương sau đây là một vài chia sẻ của người biên tập truyện ngắn này. Thưa các bạn, từ một giấc mơ, cả một ký ức đầy bom đạn với những mất mát, hy sinh, nghèn nghẹn hiện về. Giấc mơ ấy đã đưa ông Hoàng trở lại chiến trường xưa để tìm năm người đồng đội cũ và những dòng văn mang hơi hướng của những trang nhật ký chiến trường cứ run rẩy mở ra. Mạch chuyện nghẹn đắng bởi những tình tiết khắc nghiệt của chiến tranh ngụm nước tiểu vàng khe cứu người đồng đội qua cơn khát lúc bị thương nửa trái ổ rừng nhường nhau qua cơn đói những chi tiết ấy như được rút ra từ sự thật tự bản thân chúng đã mang giá trị nghệ thuật trong sự khắc nghiệt của chiến tranh mọi điều đều có thể xảy ra nếu lương tâm danh dự và lòng yêu nước yếu hơn cái chết thì hậu quả khôn lường đất nước trải qua bao cuộc chiến tranh những kẻ đớn hèn như sinh không nhiều nhưng không thiếu trong lịch sử. Sự phản bội khi đã phát huy tác dụng thì hậu quả của chiến tranh trở nên thảm khốc vô cùng. Đau đớn lắm, nghiệt ngã lắm khi những đồng đội của ông Hoàng ngã xuống trong chuyện ngắn này lại do chính sự phản bội của người đồng đội cũ. Những hồi ức chiến tranh như thức phim quay chậm cứ lần lượt hiện về trong chuyến đi tìm đồng đội ở cánh rừng xưa của ông Hoàng sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ năm rồi cái chết của sinh dưới nòng súng nghi ngờ của viên sĩ quan mỹ như có sự sắp đặt của số mệnh để rồi oái oăm thay khi nấm mộ đầu tiên mà ông tìm được lại là chỗ gói xương cốt của kẻ phản bội đưa được hải cốt của liệt sĩ năm trở về với quê hương và người thân trong niềm xúc động vô cùng đã tưởng tâm nguyện và nỗi dây dứt trong ông hoàng lắng xuống nhưng chính giọt nước mắt của mẹ sinh đã đưa bước chân ông một lần nữa trở lại chiến trường xưa. Chiến tranh đã khép lại, những gì thuộc về lịch sử thì lịch sử đã và sẽ lên tiếng. Còn đó là tình người thăm thẳm với những người mẹ mất chồng, mất con trong chiến tranh thì không gì bù đắp nổi. Lê Huy Thành là một người lính, với sự nghiệp văn chương, anh là một cây bút thơ. Chuyện ngắn sau những ngày chiến tranh có lẽ là một trong những phút dễ liều của cảm xúc và đây là một tác phẩm có tính nhân văn cao. Đêm trong đen ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa. Mẹ về đứng dưới mưa che từng căn hầm nhỏ xóa sạch về